Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên là hai dự án quan trọng quốc gia. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần triển khai công tác giải phóng mặt bằng, sớm thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưởng ban, biểu dương khen thưởng kịp thời những địa phương làm tốt, đồng thời kiểm điểm phê bình những địa phương làm không tốt, tổ chức cưỡng chế nếu cần thiết đối với những trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực gian lận trong công tác giải phóng mặt bằng như lập mộ giả, trồng cây mới để được đền bù. Về công tác bảo đảm giao thông và an toàn giao thông, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn các nhà đầu tư, nhà thầu có đủ năng lực. Đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc thì cần đình chỉ thi công thay thế nhà thầu khác.